với mức nạp 20.000 đồng, thí chủ sẽ được phù hộ trong một ngày. Nạp 50.000 đồng sẽ được bình an trong một tháng. Mua gói càng lớn thì ưu đãi càng cao. Chuyển khoản và cúng trực tiếp ở bàn thư ký của chùa, hay là bỏ tiền vào thùng phước sư tại chùa, nó thuộc về ba cách thức cúng dường khác nhau. Tôi thì vẫn khích lệ các việc cúng dường qua việc chuyển khoản. Nếu các nó quậy đấy, cho nó ra cái nó bảo nó quậy đấy, con quậy đấy thầy ạ. À, kiếp trước nó cứ cầm dao nó đâm con vào bụng con giờ con cho nó đau, cho nó biết hết đấy nhá. Thế gọi là lễ thỉnh oan gia trái chủ. Và sau khi thỉnh xong rồi phát nguyện cúng dường, nó đòi bao nhiêu nợ mình cúng dường cho nó, trả nợ hết cho nó. Cái thờ tôn thờ ông Minh Tuệ, cái đó là quyền của tụi bay. Tao không tôn thờ làm gì tao. Tao chỉ tôn thờ tổ tiên ông bà đất nước quê hương tao thôi. Cái nơi tao sinh ra là của quyền sức tổ, là tổ tiên ông bà. Còn tụi bay tôn thờ kệ bà tụi bay, mắc mớ gì. Tao đã nói gì ổng chưa, đã làm gì ổng chưa. Tụi bay vậy đạch vô hán tụi bay vậy, như nước sôi đổ vô hán vậy, rồi súng nhau đi chửi tao. Thành tiên còn lưng hồi, chị hai lại xin tạc bóp méo ngôn từ ạ. Thầy nói là chúc người ta sớm thành Phật thì người ta không còn chửi con nữa. Còn chị chửi ổng chúc chị sớm thành Phật, chị kêu bắt ổng phải kêu chị Phật bà đi. Mày kêu tao Phật bà đi thằng Minh Tuệ. Phật mà còn Phật bà nữa hả? Phật bà là chị muốn là Phật bà. Chị nói chị trẻ đẹp mà sao là Phật bà về. Cọc biểu người ta nói được thì hiểu nẻo hả? Chị hai đợt này thành Phật rồi. Đó, cà khịa đó. Cái người tu mà muốn rốt ráo thì yêu ma ngoại đạo, tà ma yêu quái yêu đạo rồi phải xuất hiện để vậy đó. Qua đó thì mới cái tâm của mấy vị đó họ hàng phục được thì họ mới rốt ráo. Cho nên đừng có nghĩ thầy là trải qua kiếp nạn, không phải kiếp nạn, không có phải kiếp nạn. Mà đây là may mắn cho phải kiếp nạn. Các bạn thay đổi nhận thức là các bạn thấy may mắn cho thầy. Thì mới biết thầy gồ ghề như thế nào, đẳng cấp của thầy như thế nào chứ đúng không? Mới biết là đẳng cấp tâm linh thầy tới đâu đúng không? Phẩm hạnh đạo đức của thầy qua những cái tình huống này, nếu mà ai đã truyền đạt lại cho thầy thì thầy hoan hỷ, thầy cười, thầy chắp tay chúc cho chị hai hạnh phúc an lạc. Chị hai không còn ở trạng thái mà vô minh nữa. Chị hai sớm tỉnh thức giác ngộ. Đấy. Mà thầy như vậy thì có nghĩa là đối với thầy những cái hiện tướng của thế tục nó chỉ là giả thôi chứ nó không phải thật. Đó. Thì như vậy mình mừng thầy đã giải được cái bài tập này rồi, bài tập khó rồi, thì mình mừng chứ đúng không? Đó. Nên đừng có nghĩ rằng là kiếp nạn thầy nha. Kiếp nạn thành là bị hại, không có bị hại được chứ mà bị hại. Các bạn nghe hợp lý không? Bà Hằng là con yêu nhìn nhỉ. Đó, trước đây người ta đâu có kêu là yêu quái rồi đâu, bữa nay là tự nhiên chửi yêu quái. Bây giờ người ta trước cái ngày hôm qua là không ai dùng cái từ là yêu quái đâu nha, ma quỷ không có gọi yêu nhìn nhện đâu nha. Là cái hôm nay chửi một phát là nó bộc lộ ra là người ta phải dán nhãn cho chị hai cái tên đó luôn à. Chứ trước giờ đâu có ai nói chỉ là yêu nhìn nhện đâu, cùng lắm là nói là cuồng cuộn thôi đó. Chứ không nghe được hả? Các bạn có nghe được không? Các bạn mọi người có nghe không? Mà sao có một bạn bảo là không nghe được đó. Rồi các bạn nói là bạch cốt tinh đó. Trước đây đâu có coi. Tự nhiên là chửi lên gì về bắt đầu người ta biến mình thành một con người bình thường, CEO trở thành là con yêu nhìn nhận bạch cốt tinh ma quỷ này kia nọ. Một người xuất hiện thì người ta nhìn, người ta thấy chảy nước mắt, người ta thấy thương quá, người ta thấy đang sân hận, hết sân hận, nhìn thầy cười mím mím, người ta thấy thương, người ta thấy yêu, thấy trong lòng an lạc. Còn một người xuất hiện người ta nói yêu quái tới ai đồng ý không? Tại sao ta một người xuất hiện mà kêu yêu quái tới yêu nhìn nhận tới. Vậy thì những người ủng hộ yêu quái, các bạn coi phim Tờ Thiên rồi đúng không? Nó có yêu quái nhiều lắm, quá trời yêu quái, thì yêu quái ủng hộ yêu quái. Mấy bạn đây vô chị Hằng Mãi Đỉnh có khi ủng hộ yêu quái đó. Trước đây người ta đâu gọi yêu quái, cùng lắm người ta nói bà đó sao, cô Hằng sao, người ta cũng gọi cô Hằng. Có mấy bạn nhắn vô cho mình này, nói là đây là lần cuối cùng em hết kiên nhẫn rồi, thôi chính thức quay xe với chị, quay xe với cổ này kia nào. Rồi bây giờ em phân tích nha, em phân tích là tại sao chị Hằng là hay dở trò. Dở trò là bút méo, xuyên tạc, vu khống. Nè, bút méo xuyên tạc vu khống.
Rồi bây giờ này, quý vị là coi cái video chị chửi thầy Minh Tuệ, chị nói là nó biểu mọi người đi tu hết đi, có Mỹ nó sẽ mang đồ ăn, mang con gà qua nó nuôi. Nó biểu, tức là ông thầy Minh Tuệ ông biểu mọi người đi tu hết đi. Mà thầy Minh Tuệ có bao giờ kêu mọi người đi tu không? Đi tu hết đi không? Thầy Minh Tuệ không bao giờ kêu cái điều đó. Thế nên là cái câu mà nó biểu có nghĩa là một cái lời khuyến nghị, một cái lời khuyên, một cái mệnh lệnh, một cái chỉ thị. Nó nghĩa là ví dụ như mọi người đến đó, thầy Minh Tuệ nói quý vị về nhà đi tu giống như tôi đi, đi xuất gia giống như tôi đi, hay là đi vô chùa tu hết đi. Thầy Minh Tuệ chưa bao giờ nói câu đó. Vậy thì cái này chính là chị bóp méo ngôn từ, bóp méo ý nghĩa của câu nói, mà nguồn gốc của nó là như sau. Chắc ở đây quý vị biết rồi. Có mấy vị hỏi thầy Minh Tuệ là đặt ra một cái câu hỏi giả định không tưởng. Câu hỏi giả định không tưởng, tại sao gọi là không tưởng? Vì không tưởng là không thể xảy ra trong đời thực. Giả định không tưởng rằng nếu ai cũng đi tu như thầy thì Việt Nam sẽ như thế nào? Hoặc có những tình huống khác, người ta hỏi nếu ai cũng đi tu như thầy thì ai làm kinh tế, ai sản xuất kinh doanh đó. Thì trong các câu hỏi đó thầy trả lời theo cái hướng giả định nha, không tưởng. Em nhắc lại là giả định không tưởng. Lần thứ nhất thầy trả lời là điều đó rất là hy hữu, không thể xảy ra ở thế giới của chúng ta. Nếu có thì ở những cái cõi Tây Phương Cực Lạc. Vì nơi những cõi giới đó, cái cấu trúc xã hội tâm linh đó, nó không có phải làm kinh tế. Người ta chỉ lo tu tập thôi. Và người vì cái thức ăn ở nơi đó, cái này em nói thêm á. Trong chúng ta biết trong kinh Phật những cái cõi như vậy á, thức ăn nó không giống như là người mình. Nó cấu trúc xã hội nó cũng không giống. Và cái câu trả lời trường hợp tiếp theo đó là thầy nói trong trường hợp giả định như vậy nha, đó là nếu như vậy, giả định như vậy mà có xảy ra thì Việt Nam mà tu hết á, mọi người tu tốt á, thiện lành á, trở thành thánh này kia này hết á, thì vì cái sự thiện đó mà lúa gạo rồi nó rất là tốt, thì mình có gặt mình ăn rồi nó cũng sẽ mọc lại. Hoặc là những cái nước giàu trên thế giới á, người ta sẽ mang đồ ăn qua ta cho, như là nước Mỹ những nước giàu trên thế giới như là nước Mỹ chứ không phải hãy đi tu hết đi rồi nước Mỹ nó sẽ mang đồ ăn qua nó cho. Cái câu này chính là bóp méo xin tạc, bóp méo xin tạc, bóp méo từ ngữ, bóp méo ý nghĩa của câu từ, nhằm mục đích xin tạc, kéo người ta vào từ A thành B, rồi đem cái B ra kết luận là gì? Nếu như vậy thì các cán bộ chiến sĩ, các anh em bộ đội rồi đó, bỏ hết súng đạn thì ai bảo vệ đất nước? Vậy thì có ý gì mà nói là làm như vậy rồi Mỹ nó qua nó sẽ cho đồ ăn? Đây là ý đồ muốn đưa cái vấn đề vào cái vấn đề chính trị. Có nghĩa là đừng có làm gì hết, đừng có bảo vệ Tổ quốc nữa, cứ đi tu hết đi. Vậy thì có nghĩa là ngoại bang, nước ngoài nó tới nó chiếm Việt Nam, tại vì đâu ai bảo vệ đất nước. Vậy thì cái người này là có cái mưu đồ mượn tôn giáo để làm chính trị. Đây là sự vu khống bịa đặt, xúc phạm người khác, muốn gọi là gì, vu khống người khác đang có cái ý đồ mượn tôn giáo làm chính trị. Đây là luận điệu bất chính. Chỉ nói cái ý là thôi, nhưng là cái nội hàm của cái ý đó như vậy. Các anh chị đồng ý cái này không? Các anh chị đồng ý không? Đó. Xuyên tạc lời nói của người ta, cái câu trả lời mang tính không tưởng, và biến một cái câu bình thường thành một cái câu là chỉ đạo, câu khuyến nghị, câu lời khuyên, để gắn người ta vào cái tội là gì? Mượn tôn giáo để làm chính trị, để cho mọi người đi tu hết đi, rồi không có nhà nước, không có lực lượng bảo vệ Tổ quốc. Thì như vậy á, là khiến cho các cái thế lực gọi là phản động rồi á, hay là thế lực ngoại bang đó, thì qua chính nước Việt Nam. Cái triển khai ý là như vậy, nói mé mé là ý như vậy. Vậy đây là một cái luận điệu bất chính, một cái luận điệu tà, một cái luận điệu mà có khả năng vi phạm pháp luật nếu người ta kiện ra, nếu mà gia đình thầy kiện. Cái mục đích suy diễn là để như vậy. Cái ý thứ hai chị nói là có một nhóm gốc Việt gì đó ở nước ngoài, nó làm đơn kiện
lên Liên Hợp Quốc ABC gì đó hả, kiện cả nước Việt Nam là đàn áp Thái Minh Tuệ, mà chỉ dùng cả nước Việt Nam. Nếu kiện kiện nhà nước Việt Nam thì sao, là cả nước Việt Nam, vì đàn áp cũng như là không cho Thầy Minh Tuệ để thực hành cái lối tu của mình, cái kiểu như đàn áp tôn giáo. Và thực tế không có cái chuyện này. Hôm trước là chị bảo là chị Trần Thị Đời là tới nói là họ là người của Việt Tân, rồi kêu gọi chị, fan của chị và fan Thầy Minh Tuệ xuống đường cứu Thầy Minh Tuệ và lật đổ nhà nước. Và tổ chức Việt Tân người ta phủ nhận cái chuyện này. Vậy cho nên đến ngày hôm nay, cái thực hư chuyện đó như thế nào phải chờ nhà nước công bố, cơ quan chức năng công bố. Và tổ chức Việt Tân còn gài thêm một cái câu là yêu cầu nhà nước Việt Nam không đàn áp tôn giáo thông qua cái việc là ngăn cản cái việc bộ hành của Thầy Thích Minh Tuệ. Và cái điều đó người dân Việt Nam trong nước người ta phản ứng rất là nhiều, và có tôi phủ nhận cái luận điệu xuyên tạc vu khống bịa đặt của tổ chức Việt Tân. Vì thử thật Thầy Minh Tuệ được cơ quan chức năng hỗ trợ rất là tốt, thầy đã lên VTV 2 lần và rất nhiều anh em YouTuber, TikToker người ta quay lại là cho thấy rằng là thầy đã rất là gọi là thầy đã thực hiện cái hạnh bộ đầu đà một cách tốt đẹp thuận lợi. Mà khi thầy đi khắc thực mà có nghi cơ hình thành đám đông á, mà được công bố cho người dân biết á, cơ quan chức năng người ta cử người để mà theo hỗ trợ thầy. Và chúng ta thấy như ngày hôm qua là anh em cơ quan chức năng người ta theo người ta hỗ trợ thầy. Vậy thì đây rồi phải cảm ơn nhà nước, cảm ơn cơ quan chức năng đã làm tốt cái việc này, đã giúp cho cái việc tu tập của người công dân Việt Nam theo các cái tôn giáo mà họ có ý nguyện. Đối với Thầy Minh Tuệ đó là Phật giáo. Vậy thì những cái nhóm người mà tiêu cực đó, những cái nhóm phản động, những nhóm chống phá đó, những cái thế lực thù địch đó, nó có nói gì đi nữa thì kể tiếng đó. Nó là đối với người Việt Nam mà có trí, đó là cái thông tin bây giờ. Thông tin bây giờ nó không có ý nghĩa gì hết. Chúng tôi là công dân Việt Nam phủ nhận cái điều đó. Đó là luận điệu xuyên tạc. Các anh chị đồng ý không? Đồng ý không? Đó là những cái sự luận điệu xuyên tạc, vu khống. Và chúng tôi là người dân Việt Nam, chúng tôi thấy nhà nước Việt Nam đại diện là cơ quan chức năng liên quan, người ta đang hỗ trợ thầy rất là tốt. Thầy thấy thầy bị đè đàn áp không? Chỉ có là những cái thành phần phản động chống phá đó, nó tạo nên ảo nó vô đây gây mất đoàn kết. Và chúng tôi đã vạch trần những cái phần tử như vậy, những cái phần tử như vậy. Và chúng tôi rất là biết ơn nhà nước, biết ơn cơ quan chức năng, biết ơn các anh em đang thực thi nhiệm vụ. Như đợt rồi mùng 1, cảm ơn các anh em rất là cao to đẹp trai, rất là thiện lương, tập trung cao độ để bảo vệ thầy. Nhân đây cũng cảm ơn cái mấy anh em đó. Vậy thì chị vin vào cái đó để chị nói rằng là do ông Thầy Minh Tuệ mà người ta kiện cả nước Việt Nam, do ông Thầy Minh Tuệ mà làm cho Việt Nam bị thế giới đánh giá. Cái đây là luận điệu suy diễn chụp mũ. Việt Nam nào bị ảnh hưởng, một nhóm người làm sao là ảnh hưởng, mấy mươi năm nay có ảnh hưởng đó được đâu. Và ai cũng biết là đó một cái đám bá dơ, nó nói cái gì nó nói chứ, nó thích nói, nó thích một cái đời sống như vậy vô giá trị. Những lời nói của họ là vô giá trị, chúng tôi nhận thấy đó là lời nói vô giá trị, bá dơ. Mà chị coi cái điều đó là có thì đẳng cấp chị ở đâu, nhận thức của chị ở đâu? Chị viên vào đó để làm mục đích gì? Mục đích vu khống bịa đặt xúc phạm Thầy Minh Tuệ. Vì chị cho rằng ông Thầy Minh Tuệ ông đi vậy ông tạo cái hưởng đám đông mà gây ảnh hưởng đến nhà nước. Thầy Minh Tuệ không có gây ảnh hưởng nhà nước, mà do cái hình thành đám đông nó theo hai cái, nó hình thành nên do hai cái yếu tố sau đây, đó là khách quan và chủ quan, có nghĩa là chủ ý và không chủ ý. Chủ ý như anh em làm truyền thông á, vì cái nghề của họ sáng tạo nội dung, họ đi theo và quay. Thứ hai là một cái nhóm mà quý bà con cô bác á, họ mang đồ nhu yếu phẩm tới họ cúng dường cho thầy. Cái nhóm thứ ba là cái nhóm mà lợi dụng cái đó để mà giống như cái nhóm mà gì đạo nhân quả tới phát kinh sách, là cái nhóm đó đã bị chính anh em làm truyền thông người ta chặn lại, người ta ngăn cản, người ta yêu cầu không được theo thầy. Thấy nhân dân tốt không? Người ta phát hiện từ đầu, chỉ lúc đó còn đang là tội nhân, đang là phạm nhân. Chị à, chị chưa có làm được gì hết. Các anh em làm sáng tạo nội dung, người ta đang ngăn chặn cái nhóm đạo nhân quả đó, trong khi đó chị đang là tội phạm. Chị là một người ăn cơm nhà nước, ăn cơm tiền thế của dân, của chúng tôi bỏ ra để nuôi chị, vì chị vi phạm pháp luật. Mà chị dám bảo chúng tôi là nhân dân, chị đấu tranh vì nhân dân của chị. Ai là nhân dân của chị? Nhân dân nào của một cô tội phạm? Nhân dân nào của một người phụ nữ là lăng loàn ngoại tình với người khác?
Ở đây bao nhiêu con người, 1.500 con người là nhân dân của chị à. Trong khi á, mấy anh em làm truyền thông là người như dân á, à, người ta vạch mặt những cái người bên đạo nhân quả lợi dụng cái tình huống đó để đi phổ biến cái kinh điển của họ, làm video rất là nhiều. Đó là những người dân, người ta chân chính, ta ngăn chặn người ta cái hành động cụ thể. Mà trong khi đó là chị đang là một tội phạm. Trước đó là chị gây hại cho đất nước, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, lợi ích của 10 người, và 10 người đó họ đứng ra họ kiện chị. Và trong đó có quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, có nghĩa là nhà nước xử lý chị và cá nhân kiện cá chị. Đó, chị là đối tượng gây hại cho 10 cá nhân và tổ chức nhà nước mà. Khoảng 2.331 chính vì vậy chị đã bị bắt. Ai là người gây hại cho đất nước Việt Nam này? Trong thời điểm đó thầy Minh Tuệ truyền cái cảm hứng tu tập cho người ta rất là tốt, nhiều người thay đổi. Dĩ nhiên có những người vì họ không hiểu về lối tu đó, vì bất đồng quan điểm, vì cái thái biết họ. Dĩ nhiên những người đó họ phê phán là cái chuyện nó đương nhiên trong một xã hội, nhưng họ chưa có gây hại cho chúng tôi. Cùng lắm là họ chửi rồi cho vui thôi, họ kêu tụi con bu mê rồi, nó là bình thường. Nhưng chỉ là cái người á, trước đó là gây hại cho cái xã hội Việt Nam, mà đối tượng cụ thể là 10 người, như là Đàm Vĩnh Hưng, vợ chồng Vân Thủy Tiên, Võ Hoài Linh, và Đinh Lan, vân vân, và gì đó quanh quanh gì đó. Rồi ông Hiểm rồi gì đó, 10 người, hàng ni rồi đó. Đó là báo chí đã thống kê, và tổ chức nhà nước. Chỉ mới là người gây hại cho đất nước này. Trong thời điểm chị gây hại đó, thì ông Minh Tuệ ông đang đi bộ hành ông tu mình ông à. Rồi sau khi chị đang ở trong tù với tư cách là phạm nhân đó, rồi trong khi thầy Minh Tuệ đã truyền cảm hứng rất là nhiều người, mà những người ngồi ở đây, à, 1.600 con người, tôi cho khoảng 10% là người mà không ủng hộ thầy Minh Tuệ, chống đối thầy Minh Tuệ đi, còn lại là những người được lợi ích. Hãy nhìn đi comment dưới đây đi, số người mà chửi ít nhưng mà người ủng hộ là nhiều. Vậy ai là người gây hại mà chị bảo là cái hiệu ứng ông Thích Minh Tuệ ông tạo hiệu ứng, mà chính vì cái hiệu ứng đó là gây mất an ninh trật tự. Mất an ninh trật tự là do những người đó, như tôi nói đó. À, thầy Minh Tuệ ông thấy cái điều đó nó không có còn cái tốt đẹp nữa, cho nên ông mới nói là thôi mọi người về nhà làm việc của mình đi, như vậy là đủ rồi, đốc tốt đẹp rồi, có đúng không các anh chị, có đúng không? Ai nghe cái điều đó đúng á, ghi chữ đúng vô giùm em. Thầy đã nói mọi người về làm công việc của mình đi, như vậy là đủ rồi, như vậy là tốt đẹp rồi. Cái đó mới là cái lời thầy nói, là nếu mà chị nói là nó biểu á, thì cái đó là cái khuyến nghị đó. Thầy Minh Tuệ đưa ra một cái khuyến nghị. Khuyến nghị có nghĩa là lời khuyên, lời đề nghị mọi người về đi. Nhưng mà mọi người vì những yếu tố như tôi trình bày, những cái lý do mà như tôi trình bày, họ không muốn về. Như mấy anh em sáng tạo nội dung mà một tháng người ta như vậy, hồi lúc đó làm nó đang viral, có anh em kiếm vài trăm triệu một tháng. Trong khi có khi là người ta mất mấy tháng, hay có người cả năm mới kiếm được như đó. Làm sao bảo người ta về. Rồi thêm nữa là bà con người ta cúng dường, người ta thấy thầy tội quá, cứ đi qua tới tỉnh nào, là thành phố nào, khu vực nào người ta cúng dường, biểu người ta về, sao về, người ta muốn một lần chiêm bái. Hay là được nhìn thấy một cái người tu tập đàng hoàng, một người học trò mà tu tập siêng năng, người tu tập có kết quả, thể hiện sự khiêm nhường, cái giữ giới tốt, ly dục tốt, đó là có kết quả rồi, có trí tuệ nữa. Giới định tuệ của một người tu học là điều có, một người học trò là Thích Minh Tuệ là có, nên người ta quý, người ta thương, có thương, có quý, có mến, có kính trọng, đúng không các anh chị? Đúng thì có, chứ đúng giùm em. Trong số đó này, có quý này, có mến này, có thương này, có kính trọng này, có đúng không quý vị? Nếu đúng thì gọi cho đúng giùm em. Nhưng đồng thời có cái nhóm người tiêu cực, ví dụ như cái mấy vị mà bên đạo nhân quả đó, và nhóm mà ấy mà có chúng thanh niên của Thích Chân Quang, hay là mấy tà tăng sàm tăng rồi đó, họ cũng trà trộn đó, và cơ quan chức năng đi biết, cho nên mới cử người ra bảo vệ thầy. Giai đoạn đó là bảo vệ rất là nhiều, cộng với Phật tử là ta bảo vệ rất là nhiều. Và khi thấy cái tình trạng này nó đông lên, nó gây ảnh hưởng an ninh trật tự và an toàn giao thông, do cái nhóm người đó tạo ra. Chứ thầy đã đi đâu phải là chỉ có mấy tháng, nó đâu, thầy đi là 6 năm trời mà, lúc đó đâu có ảnh hưởng gì đâu. Thầy đi một mình chứ đâu phải thầy mới đi đó, mà mới xuất hiện là vì cái mục đích đó, vì cái ý đồ đó, vì cái dụng ý đó mà hình thành đám đông. Không, cái thời điểm cao điểm này đến năm thứ 6 rồi, chứ trước đó ai biết đâu. Nếu có chủ đích thì năm đầu tiên thầy theo mà cứ lang thang như vậy, sinh năng tu tập như vậy, rồi ngủ nhà hoang nghĩa địa như vậy, rồi bị người ta quánh, người ta chửi như vậy, mà đến năm thứ 6 mọi người mới biết. Hình thành hoạt động tổ chức nào cũng hình thành thành cái năm đầu tiên, hay là quý 1, quý 2, quý 3 gì của năm đó, đợi cái năm thứ 6. Vậy thì cái đây là luận điệu xuyên tạc của chị, bóp méo sự thật. Mà ở đây rất nhiều người dân chứng minh rằng họ không phải là người bị hại.
Chỉ nói do vậy mà cái nhóm người ở hải ngoại họ kiện Việt Nam mình lên tòa án Liên Hợp Quốc gì đó, không biết Liên Hợp Quốc có tòa án không? Tòa án nhân quyền Liên Hợp Quốc hả? À, ví dụ vậy. Thì nhưng mà có ai bị hại đâu, nó thích nó kiện chứ có ai bị hại đâu. Mà nếu cái nhóm người bị hại nó phải chứng minh bị hại nha, còn nếu không chứng minh bị hại đó là vu khống, đó là vu khống chụp mũ, chứ không phải là kêu muốn kiện người ta là kiện đâu. Phải có đối tượng bị hại, cho nên nó chỉ chính là cái người mà gây hại cho người khác, là xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân và tổ chức do cái việc là lợi dụng quyền tự do dân chủ. 10 đối tượng cá nhân bị chị làm hại người ta, cho nên chị phải trả cái giá bằng là T30. Chị mới là người làm cái việc đó chứ không phải thầy Minh Tuệ. Ai là cái người bị hại do thầy Minh Tuệ tạo ra đó, ra làm chứng đi. Nhưng 10 người ra làm chứng và nhà nước, cơ quan, tổ chức bị hại do chị người ta đã làm chứng, chính vì vậy tòa án tuyên cho chị 3 năm đấy. Có đúng không thưa quý vị ở đây? Mà chị tru tréo lên, chị năn nọc lên, chị sân si lên. Chị bảo là quốc không trượt phần nào, chị đã nghiên cứu lực kỹ rồi, lần này cái quốc là không trượt. Chị đã bị trả giá vì cái luật ha. Chị sẽ dính 115, 116, thậm chí là 109 khi mà liên quan đến cái nhà giam giam chị. Rồi liên quan đến là khoảng 2331, rất là nhiều khoản có thể áp cho chị. Và nếu mà cái việc này mà nó cấu thành rồi, lúa chín rồi, thì lúc đó lại tiếp tục chứ không phải đơn giản đâu. Vì chị là cái người gây hại. Ông Minh Tuệ là do cái khách quan. Rồi cái chủ quan ông không có cái một cái chủ trương nào cả. Ông đi 6 năm và cái đó là cái giai đoạn cuối cùng. Nếu mà có chủ trương thì chủ trương thì đi từ đầu chứ, muốn tạo hiệu ứng là từ hướng từ đầu chứ. Còn những cái thành phần mà nó muốn chống phá nhà nước, nó lợi dụng những cái chuyện đó thì nó đâu phải mới đây, mấy mươi năm nay rồi. Khi tôi còn sinh viên là tụi nó đã làm cái chuyện đó rồi. Cho nên nhà nước là đã có những cái bộ phận cơ quan đấu tranh chống phản động và đã làm tốt cái việc này. Và bây giờ người dân nhận thức hẳn cao lắm, họ nhìn họ biết à. Họ nhận biết ai chính ai tà, ai ái quốc thật sự, ai lạm dụng. Giống như chị nói là chị đụng đến đất nước của chị, đụng đến người nhân dân của chị. Ok, đất nước của chị là đúng. Ai nhân dân của chị? Chị nói cái như thế là chị đã thất nhân tâm rồi, chị đã làm cho chúng tôi bực rồi, chị đã gây hại cảm xúc của chúng tôi rồi, làm cho chúng tôi khó chịu rồi. Ông Minh Tuệ, ông xưng con với chúng tôi. Chúng tôi thấy ông khiêm tốn, chúng tôi cảm thấy mát mẻ tấm lòng, chúng tôi thấy rất là dễ chịu khi nghe ông xưng con chúng tôi. Còn chị bảo chúng tôi là nhân dân của chị. Ai xâm hại? Ông thầy Minh Tuệ, ông tạo ra một cảm giác mát lành, cảm giác dễ thương. Còn chị tạo ra một cảm giác xấu xí, cảm giác khiến người ta thấy chị cao ngạo, thấy chị nâng người ta, người chị lên, chị đạp người ta xuống. Có đúng không quý anh chị ở đây? Thưa quý vị, có đúng không? Vậy ai gây hại ai? Mà chị bảo là vì nhân dân của tôi, cho nên chiếc này tôi phải quất thằng Minh Tuệ. Chị cùng ngôn lộng ngữ, chị trịnh thượng, chị bề trên, chị thánh tướng. Chị bị hoang tưởng quyền lực mạng xã hội. Chị bị cái bệnh là hoang tưởng ái kỷ, bị hoang tưởng vĩ cuồng. Ai là người nhân dân của chị? Nhân dân nào bị hại đâu, cho chứng minh đi. Trong khi bao nhiêu con người người ta lên mạng nhờ thầy Minh Tuệ, chị không có đọc mấy cái đó. Rồi chị bảo là đợt này chị sẽ quốc gì, chị có làm gì đâu mà nó chửi chị. Chị ra mấy cái ra khỏi T30 mà chị đã gây náo loạn xã hội, nhất khiến người ta nhắc đòn nhắc góc, làm cho nhiễm độc mạng xã hội, nhiễm độc hình ảnh, nhiễm độc âm thanh. Nhìn cái mặt chị tru tréo lên, người ta thấy mệt rồi. Có bao nhiêu người thấy cái mặt chị, thấy cái video của chị Hằng mà thấy mệt mỏi không? Ai thấy mệt mỏi thì gõ chữ đúng như vậy. Ai mà bị hại do cái đó mà cảm thấy mệt mỏi khi nghe vậy thì gõ vô chữ đúng như vậy. Đây là những con người bị hại nè, do chị tạo ra đó. Còn người ta coi Minh Tuệ là người ta chửi ổng chứ không phải là ổng làm cho người ta khó chịu. Ổng đâu có làm gì đâu, ổng đâu có tru tréo, ổng chỉ nói, ổng đâu có đụng tới ai, ổng chỉ nói những lời mà tu học thôi, chia sẻ kinh nghiệm tu học. Khi người ta hỏi ổng, người ta hỏi Phật pháp, ổng biết cái gì ổng nói ra, nhưng nói ra là trả lời chứ không phải là dạy dỗ, không phải là giảng đạo. Tức là người ta hỏi ổng trả lời, ổng giống như học sinh đó, trả lời giám khảo giám thị thầy cô giáo đó, chứ không phải là ổng dạy lại người ta. Nhưng mà vẫn bị chửi, có nghĩa là ổng không gây hại người ta, người ta không thích người ta chửi, người ta trái quan điểm người ta chửi, người ta không ưa người ta chửi thôi. Còn chỉ là gây hại người ta, làm cho người ta nhiễm độc tinh thần, nhiễm độc cảm xúc, nhiễm độc hình ảnh, nhiễm độc âm thanh. Bao nhiêu người đó, người ta comment đó nè, họ là đối tượng bị hại, họ là nạn nhân của chị.
không phải thầy Minh Tuệ. Vậy mà chị cố tình à, chị cố tình chị à, mà chị nói là bữa giờ là chị dò, mà chị dùng chữ dò giờ đài giờ sống à, có nghĩa là bữa giờ coi mấy cái video thầy Minh Tuệ thuyết giảng à, coi căng mẹ chắc nhức đầu lắm à. Thức đêm thức hôm kéo từng đoạn đoạn à, trúng rồi à, trúng cái đoạn này à, mày chết với tao à, cu tệ mày chết với tao mày mày trả lời là đi tu hết đi à, mày trả lời là nếu mọi người đi tu hết thì Mỹ nó qua đâu có đâu, nếu mọi người đi xuống nhà hết thì các nước giàu họ sẽ mang đồ ăn tới họ cho. Thì giống như bây giờ tăng ni ở trong chùa có làm cái gì đâu, mấy trăm ngàn tăng ni, mấy triệu tăng ni trên toàn thế giới đa mà không có làm gì hết, Phật tử người ta cũng dường nhân à. Đó. Vậy mà bóp méo ngôn từ à, rồi là suy diễn theo cái ý có hại, vu khống, xuyên tạc vu khống đấy. Rồi thêm nữa là gì à, chỉ nói là mày tu như thế nào á, kệ mày ta không biết á, nhưng mày đang gieo nghiệp cho nhân dân này. Bảo thầy Minh Tuệ là gieo cái nghiệp cho nhân dân này. Vì sao, tại sao gọi là gieo nghiệp? Là vì để cho cái nhóm mà gất việc cái gì đó nó kiện cái cả cái nước Việt Nam mày theo cái từ của chị Hằng nha. Rồi gán cho thầy là Minh Tuệ là gieo nghiệp. Kinh khủng ghê không? Gieo nghiệp cho nhân dân này. Mà nhân dân này là hơn 100 triệu người. Các ai thấy nạn nhân của thầy Minh Tuệ là bị thầy Minh Tuệ tạo ra cái nghiệp đó. Nghiệp có nghĩa gì? Bị cái nhóm người đã kiện cái đất nước Việt Nam mình lên Liên Hợp Quốc. Mà thật ra có ai mà đi kiện người dân trong nước không lên tòa án nhân quyền Liên Hợp Quốc, người ta kiện cái đất nước đó, cái chính quyền đó. Mà chính quyền Việt Nam á, có làm hại gì thầy Minh Tuệ đâu mà bị kiện. Bằng chứng là bây giờ hỏi người dân đi, người ta sẽ đứng lên nói, người ta bảo vệ nhà nước Việt Nam à. Bây giờ làm cái cục vót đi, gất việc, nếu mà có nghe các bạn làm cái vót đi, chúng tôi sẽ vô là hỏi là có phải là thầy Thích Minh Tuệ, nếu có chúng tôi sẽ trả lời có, còn không á, các bạn coi tỷ lệ phần trăm nào thì mới biết là các bạn vu khống, xuyên tạc, bịa đặt. Các bạn dám không, dám ăn minh vậy, giống như tôi nè, tôi nói xong tôi hỏi ở dưới người ta trả lời. Các bạn có dám làm chuyện đó không? Các bạn dùng chiêu trò hèn hạ, tiểu nhân, vu khống, bịa đặt, tưởng là ái quốc, nhưng quý vị là cái thành phần phá đất nước này. Hãy dùng cái thời gian của mình, dùng năng lực của mình để làm cái gì đó lợi lạc cho chính mình, cho gia đình mình. Đầu tiên quý vị phải hạnh phúc không? Quý vị mang cái tâm thù hận bên trong đó, quý vị sống trong địa ngục, thì quý vị làm sao mà mang lại cái bình yên hạnh phúc cho đất nước này? Quý vị sở hữu cái tâm địa ngục, cái tâm sân sĩ, trong cái tâm sân hận, cái tâm thù ghét, tài sản quý vị là mấy cái đó, thì quý vị lấy năng lực quý vị chỉ để sáng tạo ra mấy cái đó thôi, thì làm sao cống hiến cho cái đất nước này? Chúng tôi đâu cần cái thứ đó. Quý vị hãy nhớ cái điều này nha. Tôi phản biện như vậy à, quý vị, cái năng lực quý vị sáng tạo ra những cái thứ như vậy thì quý vị muốn đóng góp gì cho đất nước? Hãy coi lại mình đang sáng tạo cái gì nha. Suy nghĩ, lời nói và hành động mình là hầu hết mang lại cái sự tiêu cực, gây chia rẽ, gây mất đoàn kết, gây cho những người tích cực trong chính quyền muốn đem hết tận hiến cho đất nước, đem tài năng, trí tuệ của mình để cống hiến tận hiến cho đất nước. Nhưng nghe quý vị nói á, à, ta nản hay nhiều lúc ta cũng không làm. Làm cái gì quý vị cũng chỉ trích phải bình, quý vị cứ ngồi đó bươi rác ra. Quý vị không có dọn rác cho chính mình đi. Nhìn cái bản thân cuộc đời của mình đi. Ngay cả việc tâm nữa, mấy vị hãy coi là bản thân cuộc đời mình đi. Xây dựng cuộc đời mình nó tốt đi. Chúng tôi đâu có nhu cầu, chúng tôi không có nguyện vọng, chúng tôi không có mong muốn quý vị kiến tạo đất nước hay góp ý cái gì cả. Những cái góp ý đó hại nhiều hơn lợi. Cái gì hãy dừng hành vi đó, nếu không là những cái phần tử như chị Hai này lợi dụng cái chuyện đó để công kích, xuyên tạc, xúc phạm những cái người mà thiện lương, thiện lành như ông Thích Minh Tuệ. Các anh chị có đồng ý cái này không? Cái gì hãy dừng lại cái hình thức đó đi, lo cho cái đời mình an lạc, cái trí tuệ, hạnh phúc đã. Người tu kia mà người ta tu mấy mươi năm mà nhiều lúc người ta còn không giúp chuyển hóa được người khác, thì quý vị làm được cái gì? Có mới cho chứ, có cái thứ mà người ta mong muốn mới cho chứ. Quý vị ép người khác phải nhận cái thứ mà người ta không muốn à? Cái điều đơn giản cái gì cũng không thấy ra mà kiên trì đó. Ngay cả Trương Gia Hy gì đó, Trương Quốc Hiên là người TV đó. Mà trong thời điểm này nó còn thấy chị Hằng là tiêu cực, ông Thích Minh Tuệ mày là đúng, nó còn chửi chị Hằng. Còn quý vị làm cái chuyện gì vậy? Để cho quý vị làm lợi à? Quý vị, ông Minh Thích Minh Tuệ, ông có
có nhu cầu yêu cầu quý vị giúp ổng là phải kiện ra tòa án nhân quyền của Liên Hợp Quốc không? Có không? Ai mượn, ai sai, ai biểu? Hả? Quý vị gây hại cho ổng chứ làm lợi gì? Để người khác lợi dụng cái chuyện của quý vị đó gây hại cho ổng, làm cho ổng không có tu tập tốt á, ảnh hưởng đến gia đình, ảnh hưởng đến chúng tôi, người dân của chúng tôi. Để cho một người như vậy, một người mà lăng loàn vi phạm luân lý đạo đức, do rủa người khác ngoại tình á, mồi chài người khác ngoại tình á, và vi phạm pháp luật á, nó lợi dụng cái chuyện đó để mà chửi bới chúng tôi, gọi tụi mày u nan u mê. Dù đó là người tu, bậc chân tu, có những người chân tu người ta ủng hộ Thầy Thích Minh Tuệ, đó là các cái các bác lão thành cách mạng, những cán bộ về hưu, những bậc tri thức, những doanh nhân, những học sinh, những học trò, những giáo viên, những nghệ sĩ, những người làm những cái điều tốt lành cho đất nước này, gom hết một mớ là tụi bay u nan u mê. U nan có nghĩa là các vấn đề về thân, u nan có nghĩa là ung thư về thân, u mê có nghĩa là ung thư về tinh thần. Chửi chúng tôi mà thậm tệ mức độ như vậy, có nghĩa là thân mày đang bị ung thư, bệnh hoạn, tinh thần trí của mày cũng bệnh hoạn. Chửi một câu nặng nề như vậy, đó là xúc phạm nhục mạ chúng tôi. Cơ quan chức năng hãy dùng cái ý này phân tích mổ xẻ ra, coi vi phạm điều gì. U nan là về thân đúng không? Chửi thân chúng tôi là đang bị bệnh, thân bệnh. Rồi u mê có nghĩa là trí chúng tôi là cũng bị bệnh luôn. Mà trí bị bệnh có phải là bệnh tâm thần không? Bệnh về nhân cách không? Bệnh về nhận thức không? Chửi thậm tệ như vậy. Rồi dùng tụi bay nó cào bằng từ lớn tới nhỏ, mọi ngành nghề đều chửi hết chung một chữ. Vậy thì ai là người gây hại cho nhân dân, thưa chị hai? Hả? Ai gây hại cho đất nước này? Hả? Thầy Minh Tuệ hay chị? Thầy Minh Tuệ là xưng con với người ta, kính trọng người ta. Ai xưng con hết, lớn nhỏ già trẻ ngày là xưng con hết. Còn chị á, chị gọi là nhân dân của chị, rồi chị gom một đống là tụi bay. Vậy ai người gây hại? Ông Thầy Minh Tuệ ông nói ra rất là dịu dàng, từ tốn, êm nhẹ. Còn chị á, mỗi lần chị nói là chị tru tréo, chị gào thét lên, chị sân hận lên, nghe rất là mệt mỏi nhức đầu. Cái tần số rung động âm thanh của chị là những cái tiếng âm thanh nó giống như là cái tiếng địa ngục vậy đó, làm người ta rất là mệt mỏi. Cái năng lượng của chị rất là như năng lượng địa ngục đó, năng lượng rất là tiêu cực. Cái chỉ những người cùng tần số đó, năng lượng của chị là năng lượng của quỷ mà phá phách đó, quỷ hung dữ, quỷ hung hăng đó, mà khiến cho hôm nay người ta phải dán cái nhãn vô đó. Chị là bạch cốt tinh rồi nhện rồi đó, khiến người ta phải dán cho chị cái nhãn đó. Chị không thấy, nhận ra mình có mang cái năng lượng đó. Chị không lo chị sửa, mà chị bảo là chị có làm gì đâu, người ta chỉ chửi chị. Chị ra khỏi tù, chị đừng có làm gì hết, ai chửi chị? Người ta còn đang thương quý chị mà. Chị ra chị gây sự, người ta mới quay lưng ngoại chị, thậm chí là người ta bực lên, người ta mắng chị. Chị không thấy cái điều đó mà chị ngược lại, chị bảo là chị có làm gì đâu mà chửi ta. Cho nên bây giờ không ai quốc được, chị lôi ông Thầy Thích Minh Tuệ ra chị quốc ổng. Chị vu khống, chị bày đặt, chị bóp méo ngôn từ. Người ta nói A, chị biến thành B. Người ta nói tốt, trả lời trong câu hỏi giả định không tưởng. Và phải biết rằng cái việc mà đi tu hết không thể nào xảy ra được. Tôi đã phân tích rất là nhiều lần cái này. Và mấy cái đứa mà còn ngồi đây mà còn lưỡng điệu là thằng Tú nó nói đi tu hết. Tụi quý vị có tại vì có mấy đứa nhóc mình vô mình coi cái hình nó nhỏ vậy, nó định nó tụi cháu hay tụi con. Quý vị có làm được cái chuyện đó, quý vị đi xuất gia được không? Giờ hỏi ba mẹ mình đi xuất gia được không? Nếu mình có chồng hay vợ, chồng vợ mình đi xuất gia được không? Dòng họ bên nội ngoại đi xuất gia được không? Làng xã mình đi tu hết được không? Tỉnh thành mình đi tu hết được không? Và các tôn giáo khác, Thiên Chúa giáo là sao người ta đi xuất gia theo đạo Phật? Hồi giáo là sao người ta đi đạo Phật? Cho nên cái điều đó là giả định không tưởng, trả lời cho vui thôi. Đó, vì nó không xảy ra cho nên đừng có lấy đó làm cái cớ. Và Thầy Minh Tuệ chưa bao giờ biểu mọi người đi tu, cho nên chị đừng có nói là nó biểu mọi người đi tu rồi Mỹ nó mang đồ ăn qua nó cho. Thầy Minh Tuệ chỉ nói là nước giàu nó sẽ mang đồ ăn qua cho mình như là nước Mỹ và những nước khác. Đấy, mà cái tiền đề là nếu trong trường hợp như vậy, đó là gia đình không tưởng, chứ không phải là ê mọi người hãy đi tu hết đi rồi đừng có làm gì, tự nhiên Mỹ bỏ súng bỏ đồ, đừng có bảo vệ tổ quốc, đừng làm kinh tế, đừng có phòng vệ biển, đừng có phòng vệ phòng không, đừng có phòng vệ biên giới. Ý chị sẽ diễn vậy. Cái mà giờ mà ai cũng đi tu cả, khi hữu không có ở cái cõi thế giới này, mà giờ bảo mọi người bảo nhờ những con trâu con kỳ con bò đó nó đi tu không có. Ở giờ mọi người mà nói được con trâu đó nó tu thì nếu mà được thì chắc trên đời này nó không bao giờ có được. Hiểu.